Ở đây là quy định không thắp nhang lên mâm lễ anh chị ạ. Nó xảy ra cháy nổ rồi lúc đó ai chịu trách nhiệm? Rồi là trời vô đây có quy định hết. Chốt cô lại nhà ai chịu lên đó rồi. Dạ. Đang cho đốt là bảy đốt. Ta đã nói nhiều lần rồi. Đúng rồi. Đừng đốt nhang nhiều quá, nó tạo ra ô nhiễm môi trường thật sự. Không có tốt đâu quý vị ơi, trời ơi. Lòng thành của quý vị sẽ thể hiện qua việc phóng sanh và làm từ thiện đúng cách. Tới đây đi ăn hải sản thì phóng sanh cá biển đi. Cô Sáu độ cho liền chứ gì đâu.